quá đẹp luôn nhỉ. Chắc cốt hết trước không giờ bắt đầu đào quất. Quất bưởi khả năng nào lên đấy, anh em mỗi người nhấc một cây bưởi lên Hà Nội được đấy. Không xa đâu anh. Đoán hoa vẫn điên này nhìn nó không. Con này đằng sau là cái hồ ấy. Đằng sau hồ. Con đang nói là đang mất mấy cái nhà ở hay là khách sạn luôn như to này nhỉ? Không, khả năng khách sạn. Đây khách sạn. Đây này có hầm này. À không phải hầm, đi thẳng vào để xe thôi. Đây để xe trong nhà. Đó là các là cũng vừa ở thôi chứ không phải là. Xung quanh trong tư ra thôi nhỉ. Đường lưỡi dao. Đường không đâm nhưng mà đường lưỡi dao. Anh xem đi nào. Cứ thẳng. Trần Hưng Đạo năm thành phố Nam Định nè. Thẳng có đường rẽ xuống mà. Này chắc là đi đò quan rồi. Đấy đò quan rồi này.